Đứng xa ra, đứng ra, đứng ra. Rồi. Rồi. Giãn cách xã hội chỉ thị 16 đó thì cô mỗi lần ở quỹ ban có cái mạnh thường quân cho hay là có điều xuống này, cô là chị hội phụ nữ của phường của khu vực 4 và các chị ở của các chị hội cũng ở trong phường đó, lại là tập trung lại mỗi người tiếp một tay phân phối ra là nhận đưa cho những nơi mà bị cách ly đó con. Riêng khu vực 4 thì so ra các khu vực khác thì khu vực 4 thì nó khó khăn hơn. Là đa số là chiếm hết là 60% là dân lao động rồi, làm thuê làm mướn rồi. Nên là mình so ra là mình khó khăn các khu vực khác. Khu vực đi phát thì có cái là tập trung, có cái là phát là đi từng nhà. Còn có cái là trong khu cách ly mình là phát khu cách ly. Nó như là mình chia từng giai đoạn mình đi. Vậy đó, chứ không phải là mình phát tập trung bằng hết. Từ từ cũng đang gặp cái khó khăn trong cái dịch bệnh Covid đó, mà mình nhà cho có thể cho 5 kg gạo, có lần cho đồ, có đồ đường rồi nữa, còn có cho lần thì cho được nửa con gà. Mùa dịch này gia đình khó khăn lắm, nhưng mà ở đây mấy cô mấy chú cho gạo với đồ ăn đồ mừng lắm.